Thay đổi gương mặt bằng 12 kiểu tóc xinh đơn giản dễ làm tại nhà mà lại phù hợp nhiều dịp từ hẹn hò tới đi học, đi làm, du lịch, du xuân. Xem tới cuối clip để xem kiểu tóc nào sẽ phù hợp với góc mặt và chất tóc bạn nhất. Đoạn nào nhanh quá, các bạn giúp mình cài đặt chạy chậm lại giúp mình nha. Kiểu đầu tiên, bẹn cao hai bên. Đây là inspiration của mình. Kiểu tóc này thì đơn giản, đó là các bạn sẽ bẹn hai bên bình thường nhưng mà có một chút cải biến. Đầu tiên chúng ta hãy chia tóc thành hai phần ngang nhau, xong sau đó là lấy một nhúm tóc ở phía trên buộc lại như thế này. Tiếp tới là làm một cái lỗ ở giữa, cuộn tóc lại vào bên trong, thắt lại một lần nữa để cho nó chặt. Xong sau đó là các bạn có thể bẹn 2, bẹn 3 hoặc bẹn 4 ở đây tùy các bạn nha. Tới cuối thì chúng ta hãy thắt chặt lại. Sau đó là tiếp tục lấy hai nhánh tóc ở hai bên buộc lại một lần nữa. Khi buộc xong thì các bạn để ý là chúng ta sẽ lấy hai ngón tay để tiếp tục móc luồn cái phần ngọn tóc đấy vào bên trong. Và cái kỹ thuật này chúng ta sẽ dùng xuyên suốt video và nó sẽ giúp các bạn rất là nhiều trong cái việc là tạo phồng tóc nha. Đó, bây giờ thì chúng ta có thể lấy một cái cặp bất kỳ màu đen thì mình thích nhất, sau đó là cặp nó lên, làm tương tự như vậy với bên còn lại. Đoạn này đang hát cái gì thì không rõ nữa. Ok, xong, thành phẩm của chúng ta đây. Trông rất là dịu dàng, thôn nữ nha. Kiểu thứ hai, hôn quê dân dã nha. Chúng ta đầu tiên sẽ chia tóc thành hai phần bằng nhau, xong rồi đó là lấy mỗi bên 1/3 để tạo thành một cái kiểu hình tam giác ở phía đuôi. Xong rồi chúng ta sẽ buộc lại. Sau khi buộc xong thì chúng ta lại tiếp tục thực hiện cái thao tác, đó là mở cái góc ở giữa ra và cuộn tóc vào bên trong. Sau đó chúng ta sẽ buộc cái phần còn lại vào. Sau khi buộc xong thì chúng ta lại tiếp tục mở rộng ở giữa, luồn tay vào và cho toàn bộ cái nắm tóc đó vào bên trong. Thắt chặt lại tất cả một lần nữa thì đây sẽ là thành phẩm của chúng ta nha. Đó. À, đoạn này tự dưng bị chuột rút này. Bạn nào muốn trông nó đỡ đơn điệu hơn thì có thể cài châm hoặc là buộc một cái dây gì đó vào cái ô đỏ mình vừa chỉ. Kiểu số 3 là băng đô kèm tóc. Băng đô thì mọi người cũng rõ rồi ha. Đây trông nó đơn giản như thế này nhưng mà ở đây sẽ có một chút cải tiến, đó là chúng ta sẽ có luồn tóc thật của chúng mình vào. Đầu tiên là chúng ta hãy lấy một lượng tóc lớn kẹp lên trên để không vướng vào phần dưới. Chúng ta chỉ để một phần tóc nhỏ, một lượng tóc nhỏ phía dưới thôi. Sau đó là đặt cái mảnh vải lên hoặc là cái dây băng dây của bạn lên, dùng dây nỉ cố định hai cái phần ngọn. Sau đó bạn có thể cuốn xung quanh như thế này. Bạn nào mà muốn nó đỡ đơn điệu hơn thì có thể chia cái lọn tóc đó thành hai lọn nhỏ, xong sau đó là cuốn theo chiều ngược nhau thì sau khi mà hoàn thành nó sẽ có tạo hình con thoi. Xong sau đó chúng ta hãy buộc thắt nút lên như thế này, buộc chặt lại, sau đó là vòng ra đằng sau, buộc thắt chặt lại một lần nữa và giấu cái nút đó phía sau tóc của chúng mình. Chỗ nào còn thừa những cái lọn tóc lẩm chẩm thì chúng ta có thể lấy kẹp tăm kẹp lại. Ok, thành quả đây. Xinh. Thứ tư, bẹn lệch một bên. Rose của Blackpink là inspiration lớn nhất của mình. Đơn giản ở đây các bạn phải hiểu là mình phải làm một cách nào đó cho cái phía bên không có bẹn ấy là nó giữ chặt, kể cả khi mà chúng ta có nhảy nhót làm nhiều hoạt động thì nó cũng không rơi ra. Hay lấy một phần tóc nhỏ phía bên tay trái, buộc lại, thắt nút, sau đó là uốn vào như thế này. Rồi hất tất cả các cái tóc sang phía bên tay phải. Các bạn có thể bắt đầu bẹn, bẹn 2, bẹn 3, bẹn 4 cũng được nha, tùy vào mọi người. Sau khi bẹn xong là xong rồi đó. Rất là đơn giản đúng không nào? Cái này là bonus cặp nửa đầu ở nhà ha. Đơn giản là các bạn chỉ cần muốn cặp to nếu như mà tóc bạn nào vừa dài vừa dày như mình đó. Ok, vậy là xong, giờ đi nấu cơm rửa bát. Kiểu số 6, Xuân đoan trang.
Bước đầu tiên chúng ta sẽ chia tóc làm 3 phần. Hai cái phần ở hai bên tóc đấy thì chúng ta sẽ dùng tay của mình để làm hướng dẫn nha. Có nghĩa là các bạn sẽ luồn tay từ trên đỉnh tóc xuống với cái phần tai, xong sau đó là chia cái nhánh tóc đó ra. Cái đoạn ở giữa còn lại không dùng thì chúng ta sẽ cặp lên để không vướng víu. Lưa hai cái cọng mai đấy ra đằng sau buộc chặt lại, vậy là nó sẽ cố định cái phần tóc ở phía trước. Ok, thả tóc ra nè. Xinh luôn, đã sẵn sàng để chụp ảnh thẻ. Thì kiểu tóc này trông khá là đơn giản nên các bạn có thể tạo thêm phụ kiện hoặc là làm xoăn ở đuôi tóc nha. Số 7, búi cao chanh xả. Đây là inspiration. Cái này thì cũng đơn giản thôi, mình chỉ cần làm sao để mà cố định được cái búi tóc ở đằng sau của nó, khi mà mình có đi lại nó cũng không bị rớt xuống. Đầu tiên là chúng ta chia tóc thành 3 phần, cũng là lấy tai làm gai. Xong sau đó là hãy buộc đuôi ngựa lên. Buộc xong thì các bạn hãy bện 2, bện 3, bện 4 hoặc là không bện cũng được nha. Bây giờ hãy cuốn nó lên. Dùng cặp tăm cố định phần búi này vào. Bây giờ hãy chia hai bên tóc đó, mỗi bên thành hai phần, trên và dưới. Và các bạn hãy làm như này, hãy xoắn mỗi phần còn lại và quấn nó quanh cái búi vừa rồi. Mỗi lần làm xong thì dùng cặp tăm cố định lại cái lọn tóc đó. Hãy chỉnh cái phần đằng trước để cho nó đỡ bị hói. Ta-da, xong rồi. Kiểu số 8, cặp nửa đầu, 8 nhỏ. Mình sẽ giải thích thêm nha, tại sao lại gọi là 8 nhỏ. Đầu tiên là chúng ta sẽ lấy hai phần tóc ở hai bên, buộc nửa đầu lấy thành một cái nhúm tóc như thế này. Chia tóc thành hai phần, nó sẽ tạo thành một hình số 8 như thế này. Lấy cái cặp nhỏ cặp vào giữa để che cái dây buộc tóc đi. Ok, về đã hoàn thành. Đó là lý do vì sao mình gọi là cặp nửa đầu số 8. Còn đây là cặp nửa đầu số 8 lớn. Inspiration thì là như hình đây. Bước đầu tiên khi mà buộc nửa đầu, chúng ta phải gập sẵn cái phần tóc của các bạn thành ít nhất là từ 2 đến 3 lần tùy vào độ dài của các bạn. Đây các bạn nhìn kỹ này. Dùng cái dây buộc tóc để kẹp ở giữa cái phần tóc đó. Nghĩa là ngay từ ban đầu chúng ta đã có một cái số 8 rồi. Mở cái phần tóc mảng chính ra và luồn cái số 8 này qua giữa. Nhìn này, luồn qua giữa. Ok, vậy là chúng ta đã có một số 8 hoàn chỉnh. Dùng một chiếc cặp lớn, cặp lại và chúng ta đã hoàn thành. Kiểu thứ 10, búi tóc thấp hàng không. Đầu tiên chúng ta sẽ buộc tóc chặt lại như thế này. Hãy để ý vị trí các ngón tay của mình. Sau khi xoắn tóc lại, đưa nó hết sang một bên, cuộn thành một vòng tròn. Trỏ tay trái của mình sẽ lôi cái đống tóc mà mình vừa cuộn sang, trong khi đó ngón cái của tay trái sẽ giữ form của búi. Đồng thời các ngón còn lại của tay phải sẽ lưa hết tất cả cái đống tóc đấy qua để tạo thành một búi tròn. Sau khi mà nó qua xong thì các bạn nhanh chóng lấy cặp tăm cố định phần trên và phần dưới trước khi thả tay ra, không thì nó sẽ bị rớt toàn bộ tóc nha. Đoạn đuôi tóc nào còn thừa thì chúng ta tiếp tục lấy cặp tăm để giấu nó đi. Ok, và đây là thành phẩm cuối cùng. Kiểu số 11, búi châm cả đầu. Để cặp đi vào tóc một cách chắc nhất thì chúng ta hãy lưa cái châm đó từ trên xuống dưới như thế này. Tóc dài và dày thì mình khuyên là nên dùng một cái châm dài và có độ chắc chắn nhất định nha. Đưa châm đi một nửa vòng, ngón trỏ của tay trái sẽ giữ bộ phận tóc phía dưới để nó không bị trượt ra. Phải chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, đó là lưa cái châm đi qua phía bên kia. Ngón cái của phía tay trái sẽ dùng hết lực để đẩy cái phần tóc thừa đi vào trong cái cũng tròn của búi tóc. Ngón trỏ và ngón giữa của tay trái thì sẽ nới dần cái búi đấy ra để cho tóc có thể đưa vào. Và khi mà bạn dùng cái châm chọc từ bên trên xuống dưới thì các bạn có thể cảm nhận được để lựa cái phần tóc đó vào.
Kiểu số 12 là búi châm nửa đầu, chúng ta sẽ thực hiện y như các bước vừa rồi. Chẳng qua chỉ đổi lại, đó là thay vì là cả đầu, chúng ta sẽ chỉ làm nửa đầu mà thôi. Khi mà các bạn đã thành thục các bước này thì đây sẽ là thành phẩm của chúng ta chỉ sau 3 giây. Chúng ta chỉ cần buộc tóc thẳng như thế này. Bạn nào thuận tay trái tay phải thì chúng ta sẽ bắt đầu lấy một lọn tóc nhỏ từ phía đằng đó cuốn xung quanh cái phần tóc vừa rồi và độ dài mà các bạn hướng tới. Nếu nó vẫn còn ngắn thì các bạn có thể tiếp tục lấy một nhánh tóc nhỏ từ phía bên tay phải cuộn theo cái vòng tròn các bạn đã làm từ nãy đến giờ. Bạn nào muốn cách điệu thì có thể sử dụng thêm châm cài hoặc là dây buộc nha. Trên tiếp video này mình chia sẻ cách chăm sóc tóc dài dày bóng mượt khỏe mạnh nha.